gióng reo lênh đênh trên biển, thả là chim bay vui theo tháng ngày, thả là mây trôi mênh mông giữa bầu trời, lang thang giữa cuộc đời mà vui. Một ngày bên em cho em hơi thở, từ dạo yêu em con tim tan vỡ, để rồi đêm nay trên căn gác lạnh lùng, đêm thương nhớ một mình lẻ loi. À ơi người yêu ơi, da thịt mặn tình nồng say, tìm đâu em hỡi người yêu ơi, đêm hồng những lần hẹn hò, vòng tay buông lơi tình yêu chơi vơi nhớ người. Chỉ vì yêu em nên anh vất vả, chỉ vì yêu em nên anh mất cả tình buồn em ơi. Lang thang giữa cuộc đời, bên sông có một người nhìn theo. Một ngày mưa rơi trên con phố nhỏ, chỉ mình anh thôi lang thang lối nhỏ, còn lại trong anh dòng reo tháng ngày dài, lê thê suốt cuộc đời vì sao. Một ngày mưa rơi trên con phố nhỏ, chỉ mình anh thôi lang thang lối nhỏ, còn lại trong anh dòng rêu tháng ngày dài, lê thê suốt cuộc đời vì sao. À ơi người yêu ơi, da thịt nát tình nồng say, tìm đâu em hỡi người yêu ơi, đêm hồng những lần hẹn hò, vòng tay buông lơi tình yêu chơi vơi nhớ người. Chỉ vì yêu em nên anh vất vả, chỉ vì yêu em nên anh mất cả tình buồn em ơi. Lang thang giữa cuộc đời, bên sông có một người nhìn theo. Một ngày mưa rơi trên con phố nhỏ, chỉ mình anh thôi lang thang lối nhỏ, còn lại trong anh dòng reo tháng ngày dài, lê thê suốt một đời vì sao. Còn lại trong anh dòng rêu tháng ngày dài, lê thê suốt một đời vì sao. Vâng, xin kính chào các quý vị. Trong những giây phút chờ đợi ca sĩ và nhạc công tới thì chúng tôi đã chuẩn bị cái công tác hậu cần tại shop Audio Thiên Hà số 5 ngõ 198 Thái Hà này để phục vụ một buổi nghe nhạc live trực tiếp của các ca sĩ và nhạc công. Và qua đó thì ngay từ những khâu chuẩn bị hậu cần thì chúng tôi cũng đã rất là kỹ càng. Đầu tiên tôi đang ngắm với một cái tay mic đến từ hãng Esuok của nước Đức. Vâng, như các bạn biết đây là một tay mic mà sẽ được rất là nhiều ca sĩ ưa và tin dùng.
vì đây nó có một cái sự thể hiện về cái chất thu lai của các ca sĩ, rất là giọng rất là trung thực tự nhiên, và nó thể hiện được đúng cái bản chất của người ca sĩ muốn thể hiện và gửi gắm tới cho khán giả. Đó là những yếu tố dù rất nhỏ nhưng với chúng tôi thì cũng thấy nó là vô cùng quan trọng. Và ngày hôm nay thì tại shop chúng tôi sẽ giới thiệu bộ dàn để dành cho các ca sĩ và nhạc công thì nó sẽ như thế nào. Bây giờ thì các bạn cùng quay sang đây để chúng ta cùng trải nghiệm. Vâng, đây là một hãng loa đến từ nước Pháp, nó có mã thương hiệu là L'Acoustics, đến từ nước Pháp và được tiến sĩ vật lý Tristan Hell, tức là đây là một tiến sĩ đã nghiên cứu phát triển ra cái cặp loa này từ năm 1984, và nó được thừa hưởng rất nhiều các công nghệ và những cái điều kiện tốt nhất của sự tính toán của vật lý. Và đây chính là dòng Siva, đây là một trong những phiên bản cao cấp của hãng. Thì khi chúng ta nhìn thấy thì nó sẽ có những cái module nó nối vào nhau. Ở trên này thì nó có một cái thanh Siva này, thì nó sẽ ứng dụng là có 3 loa tweeter với đường kính lên 4,4 cm để phục vụ cho giải tần cao lên tới khoảng 22 ki. Và ở phía dưới này thì nó có 5 loa mid range, thì nó có cái đường kính lên tới 12/5, và tất cả những loa này thì được kết nối qua một hệ thống như này. Và khi chúng ta nhìn thẳng thì chúng ta sẽ thấy cái độ cong và độ mở, và độ mở của âm thanh của loa này nó lên từ 80 độ đến 140 độ, lên cái độ rộng mở nó rất là cao. Nhưng khi các bạn nhìn thấy thì các bạn lại cứ nghĩ đây là một khối liền khối, nhưng hoàn toàn nó lại không phải, vì ở phía dưới này đây là chính là dòng Sivalau. Sivalau này thì các bạn biết là nó có giải tần xuống dưới 37 Hz và tải áp âm thanh lên tới 137 dB, là đây là một tải áp âm thanh cực kỳ lớn, tương đương bằng một chiếc máy bay phản lực hoặc là một động cơ máy bay ở gần tai người nghe đó. Nên chính vì vậy là những cái dòng này là những dòng rất là cao cấp và đặc biệt của hãng Siva. Cái dòng Siva này đến từ Acoustic. Thì như các bạn nhìn thấy đây thì chúng ta chỉ cần kết nối và đơn giản thế này, và chúng ta có thể nhấc thanh này ra. Nếu như là nhiều các phòng nhạc này, phòng phim này, hoặc là những cái trung tâm mà người ta lớn, thì người ta có thể đưa thanh này qua áp vào tường, và sau đó người ta sẽ sử dụng cái dải trầm này ở phía dưới bằng nhiều kiểu đường kết nối khác nhau, cũng có thể là kết nối trực tiếp như thế này, hoặc là cũng có thể là người ta sẽ kết nối bằng dây ngoài để tạo ra được một thứ âm trầm. Đó là một cái điều rất là thuận lợi. Còn khi nói đến dòng Siva này thì người ta phải nói nhiều đến chất âm của nó. Đây là một trong những chất âm mà khi chúng tôi có cái sự tham khảo qua các nhạc công và nhạc sĩ thì người ta đánh giá đây là một trong những dòng loa mà gọi là loa karaoke, nhưng mà nó đúng chất của nó, đúng chất gọi là cái từ high end, vì cái chất lượng âm thanh nó ra cực kỳ là quyến rũ. Và cái một cái phần thứ hai là cái âm thanh nó rất là trung thực nhưng mà nó lại mang tính tự nhiên cao, tức là những cái gì đó các bạn muốn tái tạo ra nó thì nó sẽ làm cho đúng như là một bản thu lai trực tiếp của các bạn. Đó là một cái điều rất là khác biệt của dòng Siva này. Và kết hợp với dòng Siva này chính là cái âm ly LA4X. Đây là một cái công suất âm ly tương đối là nhìn trông thì rất là gọn gàng theo đúng cái phong cách tối giản, nhưng mà đây lại là chứa đựng bên trong nó lại là một cái phần công suất thì cũng khi nghe qua thì cũng thấy có sự khủng khiếp. Nó lên đến 1000W cho một kênh, tức là chiếc âm ly này nó có 4 kênh, nó tương đương bằng 4000W mà nó sử dụng theo mạch Class D. Và chiếc âm ly này thì nó được tích hợp tất cả những cái công nghệ cao nhất như tune form, cảm nhận về form và cách các tìm loa khác nhau. Đấy là một trong những cái ứng dụng mà cao cấp nhất của hãng L'Acoustic để đưa vào cho các quý vị đến thời điểm hiện tại này. Và nó có hiện, tức là nó có các đủ điều kiện để có thể khóa kênh, khóa cả âm thanh, âm vực để đảm bảo làm sao mà cho các bạn khi chơi những dòng đồng bộ của L'Acoustic này thì hoàn toàn yên tâm về những cái sự như là cháy hoặc là những cái sự gì đó bị quá tải, thì các bạn luôn yên tâm về các vấn đề đó. Và để sử dụng phối ghép cùng với nó thì chúng tôi lại sử dụng thêm một phần mixer của Digico. Đây là một phần mixer của Anh, tức là nó mang tính chất pro, vì hôm nay là trong một buổi đặc biệt thì chúng tôi cũng sẽ không sử dụng một thiết bị nào mà nó bị dư thừa hoặc là nó không đúng với cả mục đích sử dụng. Nên chúng tôi chỉ sử dụng những cái gì nó mang tính pro chuyên nghiệp để các bạn xem có một sự trải nghiệm thật về đúng là từ màu sắc âm thanh đến các chất giọng cũng như là cái khí nhạc ở trong âm thanh này thì nó có cái gì khác biệt so với những bộ dàn karaoke trước đây mà các bạn vẫn thường hay nghe. Và dưới bàn mic này thì nó có một nhiều cái yếu tố rất là đặc biệt, và chỉ có những kỹ thuật ưu tiên dùng với nó
hoặc nếu không thì các bạn sẽ tải những cái app âm thanh về, tức là tải về những cái app về để các bạn đặt ở trong hệ thống tự động, thì nó cũng đã tạo điều kiện cho các bạn có một buổi chơi, một buổi hát và buổi trải nghiệm thực tế. Còn bây giờ âm thanh nhạc dành cho các bạn. Thank you.
tìm bé xinh xinh bao xuân nồng. Rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng. Hà Nội chờ đón Tết hoa trên người đi. Liệu dù mà chi đêm tân xuân Hồ Gươm như say mê, chuông reo ngân ngọc sơn sao uy nghi. Ngàn phía đến lễ đền, chạnh lòng tôi nhớ đến người em. Mắt nông dồn ý yêu thương, đôi mắt em nói nhiều tha thiết như dáng kiều. Ôi tình yêu như một sớm mùa thu khép giữa trời tìm ngát. Nàng đi gót hài xanh, người đi trong dạ sao đành. Đường quen lối cũ ân tình, nghĩa xưa. Rồi từ ngày ấy sống xa anh nơi kim tiền, ngục chân giam hãm tâm thân sinh đôi mắt hiền. Đời nghèo không lối thoát, em tôi đành thôi cúi đầu mà đi. Em tôi đi, màu son lên đôi môi, khăn san bay là lời bên vai ai. Nhìn sắc pháo bên thềm, chạnh lòng tôi nhớ đến người em. Đường phố loa ánh đèn, một người anh thương nhớ. Về